Nếu các bạn đã có nhu cầu mua vàng, mua ngọc hay là mua nick thì các bạn có thể truy cập ngay nickdaoquân.vn nhé. Cái link shop thì mình để phần mô tả. Ở shop mình thì có khuyến mãi thêm 5% giá trị của thẻ nạp vào mỗi thứ 7 chủ nhật hàng tuần. Đó, trên shop mình bán rất là nhiều nick, từ nick sơ sinh, nick tầm trung, nick queen và có cả đồ nhé. Ngoài ra có cả nick Free Fire và Liên Quân. Các bạn cần thì có thể lên đây ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đây, hôm nay thì mình đã cố gắng up lên được 2 triệu sức mạnh rồi. Để ước ngọc rồng 1 sao các bạn. Để thì còn 1.000 sức mạnh thôi. Hôm qua thì mình tính hơi sai, bởi vì mình chưa đủ sức mạnh, mình đã lóng ngóng mình đi ước rồi ấy. Mà cuối cùng là không được. Đấy, 2 triệu sức mạnh tròn nhá. Rồi, giờ thì lấy bộ ngọc rồng 1 sao rồi ước cái avatar VIP với các bạn. Nó phải chất lư luôn. Đấy. Đó, đủ bộ rồi các bạn. Rồi, bây giờ thì cứ mang ra đây mà ước thôi. Đây. Chắc tầm này là không ai gọi được quá. Ơ, thiếu với 6 sao các bạn. Ủa? Ơ, hôm qua mình nhớ là mình có viên 6 sao thì mình bán mẹ rồi sao? À đây đây có. Cắt mấy cái lồng đèn đi nhá. Rồi, bây giờ thì làm quả avatar VIP nào. Đó, thấy không? Kinh không? Đẹp trai nhất vũ trụ này. Bao nhiêu phần trăm? Ôi, có 12% nữa các bạn. 8% phản. Nhưng mà bây giờ nó mình bị hóa cà rốt nên là không, ít người có thể nhìn thấy cái này của mình lắm. Nói chung là như thế vẫn ngon. Bạn thấy kinh không? Rồi, bây giờ thì mình lại qua server 8 để mở nội tại với các bạn. Từ nay mình đã chuẩn bị được khá là nhiều vàng với cả ngọc là hôm trước mình còn thừa ấy, là mình nạp luôn nhá. À mình mở luôn nhá. Bán này đi này. 1.6 tỷ vàng. Quyết tâm lấy một cái nội tại đấm garlic nó ngon ngon một tí nào. 40 củ này. Atomic 10% này. Chói. Lại chói này. Huyết sáo này. Đấm garlic 11% này. Thôi không lấy các bạn. Mình phải lấy cái nào mà trên 20% cơ. Atomic 14%. Nó trên 20% thôi, nhưng mà tí nữa nếu mà nó ra tầm khoảng 15% mình cũng lấy thôi. Bởi vì các bạn nghe câu có không giữ mất đừng tìm chưa? Cái lúc mà mình cứ vẫn muốn đổi ấy, đến lúc mà đổi ra lại ra cái cùi hơn. Atomic lại 14% này. 13%. Huyết sáo 5% này, cũng ngon vết đấy. Atomic 16% này. Phải đái, toàn Atomic nhở? Kiểu đứng đây toàn ra Atomic chứ sao ấy. Có lẽ là mình nên đổi cái vị trí đứng để cho nó hợp phong thủy một tí. Khu 69. Khiên 20% này. Tự phát nổ này. Chói này. Đấm Galax 11. Đệt. Đấm Galax 12%. Không lấy. 15 này là mới lấy các bạn ạ. 12 thì yếu quá. À, chí mạng này. Tự phát nổ này. Đấm Galax 14% này. Ơ được. Thôi, quyết định là lấy cái này nha các bạn nha. Rồi, bữa nay thì test thử sức đánh một tí các bạn. Cái lên tầm bao nhiêu nhỉ? Còn hộp bánh trưng, nhưng mà cái hộp bánh trưng đặc biệt này mình tiếc quá, mình không muốn dùng ấy. Khi nào mình thực sự mạnh rồi thì mình mới đem ra mình ăn các bạn ạ. Đấy, lùng cái này trước đi. Đó, 173k sức đánh nhá. Giờ thì thêm cái cuồng nộ của nó chắc cũng phải lên được tầm khoảng hơn 200k. 200, có thể là được 300k đấy. Ơ, nhưng mà mình hết mẹ cuồng nộ ấy. Khoai nhỉ. À đấy, cuồng nộ đây. 263k sức đánh. Ngon chưa. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ heo nhá. Đó, hôm nay cũng mượn được nick của Nĩnh. Có nick để kẹp rồi. Làm cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Và bây giờ mình cũng mạnh rồi mà. Đấm có mấy phát cho một con thôi. Không khổ sở như kiểu mấy thời gian ban đầu nữa.
Thời gian ban đầu bị mấy con heo đấm chết lên chết xuống, mà bây giờ thì không. Bây giờ thì quay lại đấm vỏ mẹ luôn. Mà nó hơi đông các bạn. Cái map này, cái khu này hơi đông ấy. Có avatar VIP và chẳng lẽ đi đấm thỏ đại ca đâu nhỉ? Nhưng mà con thỏ đại ca nó đấm theo phần trăm máu của mình, như là nó đấm mình thì cũng phải đến, mình sợ là chưa đến vài trăm máu ấy mà mình phản lại 8% thì nó thà mình đấm một phát đấm thường vẫn hơn các bạn ạ. Rồi thôi dẹp đi, bây giờ chưa nghĩ đến việc mà săn thỏ đại ca vội, cùng lắm thì kẹp nick và đấm thì nhặt được đấy, chứ phản sát thương theo kiểu bình thường thì chịu. Bao nhiêu con rồi? 21/30 rồi. 22 này, 23 này, 24 này. Hay thử mình thử nhận cái nhiệm vụ hàng ngày xem là nó có bắt mình giết heo rừng nhỉ. Nhưng mà mình sợ là nó sẽ bắt mình giết ốc mận hồn ấy. Nhặt vàng. Cái này thì được. Cái này thì đơn giản các bạn ạ. Được cái gì? Đó, một con được 3.000 vàng. Nó đấm tầm khoảng 20 con thì sẽ 300 vàng chứ, đấm khoảng 20 con thì làm xong nhiệm vụ này là vừa. Ok, bây giờ đến núi hoa tím. Mình cắm con mẹ vệ tinh đây rồi. Phí nhỉ. Căn bản là mình cần cái vệ tinh hồi ki ấy. Từ từ nha. Để mình mua hai cái vệ tinh hồi ki nữa là vừa. Mình cần hai cái này bởi vì mình lỡ nâng cái đấm garlic lên cấp 7 rồi, đấm về nó hơi tốn kém quá. Đây là lý do tại sao mình cộng ki lên tận 3.000 đấy. Heo da xanh bên đảo Guru đúng không? À, bên Namek. Đây, mình sẽ đứng đây. Bên này thì vắng người thật. Tại sao mình không biết qua bên này mình úp nhỉ các bạn nhỉ? Thoải mái. Rồi thì nha, cắm cái vệ tinh ra đây đã. Còn xong rồi này. Rồi về đi báo cáo đây. Mình mới nhận ra là mình con mất con mẹ cái ván bay rồi. Mình nhớ hôm qua mình mua rồi mà sao bây giờ mình cất trong dương nhỉ? Mình phải về kiểm tra đó. Bây giờ là đánh heo xe ra để lấy chuyện. Và từ từ để mình về mình kiểm tra xem cái ván bay mình đâu rồi. Hôm qua lúc mình mua là nó phun dương à, đúng không? Đúng rồi, hôm qua lúc mình mua là nó phun dương nên mình không mua được. Giờ đây nó cho mình quả đấm sách đấm Calix cấp 3. Hay lắm. Cấp 7 mẹ ơi. Rồi, từ từ để mình mua cái ván bay nhá. Không có cái đấy là sống hơi khổ. Ôi, có cả ghế bay của Fize này. 22% sức đánh lên quái khi bay với cải trang nhà Fize. Tức là mình phải mặc cải trang Fize thì mình mới tăng được sức đánh ấy. Nhưng mà phải bay cơ. Chơi quả lừa với cả đái. Gì bây giờ nhỉ? Nói chung là mấy cái này nó chả có tác dụng gì cả. Kiểu nó không xứng đáng với số tiền bỏ ra để mua nó ấy. Thà mua cái ván bay nó vẫn còn có tác dụng hơn các bạn ạ. Ok. Đông nhỉ. Ui. Đông thế. Từ từ. Đổi map. Chỗ này không ổn một tí nào. Ồ đấy, sao bên xảy ra đông này. Bên đảo Kame thì hơi vắng người nhá, còn bên này đông ấy. Thôi, ai. Thứ 16. Thằng kia nó lấy được, đang đi hỏi nó lấy được cái chiếc Bulma. Mà bây giờ nó đang có sự kiện chúng tôi đổi được mà. Có một ngọc này. Không có này. Con này không có này. Rồi mình có cái vệ tinh máu đúng không nhỉ? Mình cắm mất rồi các bạn. Thường thì mình đấm tầm khoảng 20 con là nó sẽ có chuyện rồi. Con này không có này. Các bạn thấy đấm garlic cấp 7 nó tốn ki chưa? Còn đấy mà không có vệ tinh hồi ki chắc là mình cũng khó sống lắm. Thật sự luôn. Xin đậu xem có ai cho đậu vi vi một tí không. Dùng cái đậu 2 này hơi vất vả.
Không có luôn. Không có luôn. Có sức quá đấm mình thấy nó được nhiều tiềm năng hơn này. Thôi xong, hết kia rồi. Chỉ lại mua vệ tinh ra đây cắm ra. Không đủ kia luôn kìa. Trời ơi. Không có này. Không có luôn. Nãy đấm phải đến gần hơn chục con đấy. Mình nghĩ là mình nên đầu tư cái vệ tinh hồi ki đi. Không này không ổn. Không ổn một tí nào các bạn ạ. Đó. Vệ tinh trí lực này. Vệ tinh sinh lực này. Hai cái này thôi. Có hai cái này là sống tốt rồi các bạn ạ. Hiện tại thì mình vẫn đang còn bùa nên là đấm nó cũng đỡ vất vả hơn. Thật luôn. Đây, cộng 10% sức đánh. À, cộng 10 sức đánh nhé. Không có. Ôi, sao đen nhở? Vãi đái. Không tin được. Không tin được các bạn ạ. Ui bị bố ơi đấm rồi. Để cho đấm chết mình đi cho nó đỡ làm phiền mình nữa. Đó. Nó đấm chết mình là nó sẽ không tìm đến mình một lần nữa đâu mà. Chỉ có khi mình có đệ tử ấy thì có đệ tử mới nó hồi sinh nó lại ra đấm bố ly. Thế mới ngu chứ. À, đây rồi. Cái tỷ lệ rơi chuyện nó ít thật. Đó, lại thêm 80.000 sức mạnh nữa. Ok, thì đó chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới nha. Bye bye.